ngày 11 tháng 11 năm 2022, thôn Linh Sơn xã Ngọc Sơn đã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930 18 tháng 11 năm 2022 về giữ chung vui cùng bà con nhân dân trong thôn có các đồng chí Trần Xuân Chí, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện, đại diện ban tổ chức, ủy ban kiểm tra huyện ủy, liên đoàn lao động huyện, lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Ngọc Sơn cùng toàn thể bà con nhân dân thôn. Linh Sơn về dự ngày hội đông đủ. Thôn Linh Sơn xã Ngọc Sơn có 180 hộ với 818 nhân khẩu, có hai dân tộc Mường Kinh cùng chung sống, trong đó người dân tộc Mường chiếm 75%. Thôn có 87% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Thời gian qua cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh được triển khai sâu rộng đã mang lại ý nghĩa thiết thực, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng ban công tác mặt trận thôn linh sơn đã phát động phong trào thi đua xây dựng các nguồn quỹ để nâng cao chất lượng các hoạt động hội đoàn thể hỗ trợ các gia đình khó khăn phát triển kinh tế nhân dân cùng nhau đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới tích cực thực hiện các phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao từ đó tình làng nghĩa xóm trong thôn được gắn bó đoàn kết keo sơn nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của đảng Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Xuân Chí, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà bà con nhân dân thôn Linh Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí mong muốn trong thời gian tới, cán bộ và nhân dân thôn Linh Sơn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, đồng chí Trần Xuân Chí đã tặng quà cho cán bộ và nhân dân thôn Linh Sơn ngày hội đã diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ trò chơi dân gian với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn qua đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc